to nè. Nét nét. Thank you.
tiền á nhỉ? Tốn tiền. Ngoài đó phải rẻ mình. Tiền đi mua. Đông
Thank you.
À, muốn ăn quà cơ. Còn đường dưới nó không phải. Chiến hết quả này. Tài phiếu ra đây không? À, ngồi chợ không ra. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
bán hàng mà. Yeah.
Ôi, mình có mấy món đại cúc ấy không ai mua này. Thank you.
Đây đây, chị ơi, đừng ngồi lẻ loi thế, ngồi dưới cụ đấy ơi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
đấy ông tưới lên chứ. Bọc cũng bán nước rồi. Đất đất này khoai lên đi, rồi giờ nó còn thành đất hẳn không phải đấy. Đất này cái lộn cha lộn trộn. Thank you.
Thank you.
búa ghê rồi. Mua được một người không được hai lần. Chị bé xong chị đi ra lần kia nhân đường. Ý 20 thôi, cầm của tôi kia. Chỉ có thế này thôi. Này giỏi ra. Quả đi chị ơi. Vâng. Cho mượn nó cái ở đây thì vào một năm cái. Ở nhà vẫn còn cái nữa.
Ngon thế nhỉ? Này ngọt. Ngon thế. Ngon mày nhỉ? Chừng thế. Chừng ạ. Đấy, ngon chưa? Ngon bà nhỉ? Bà ơi, ăn đi bà. Ăn đi cháu. Ôi giời, ngon quá, bà. Ngon. Cả đuôi vậy nhé. Cả đuôi, cắt đuôi. Đây, đây, cắt đi. Đẹp quá. Đấy.
Ui giời, ngon thế nhỉ. À, ướm mà nhỉ. Mà ăn đi. Đấy, ăn đi cho. Vâng. Ừ, ngon. Mùa đông cũng hay đấy. Mùa đông mới ngọt nhỉ. Cái này mà xào là mình. Nói chung cái này nó mềm là... Ngon thế. Không, bà mà lên có khi nhiều người nhầm. Vâng. Cái này nó ngọt thế. Ngon tựa tựa giống giống. Vâng. Gầy gầy thế nhỉ. Không, gầy người ta. Ừ. Thì mà biết ba bạn bảo con ăn nó. Phải làm cái gì nữa. Em cũng ngồi nắng kiểu ngồi chỉ tê mà ăn. Ngon nhỉ. Hất cái này để úp cái này cái mũi chín người. Bỏ cái em ở đây đi làm. Đau nữa. À uống rồi, con uống đi. Nhảy ra đây. Bà nhỉ? Biết. Người nhân nông cũng không biết, không biết. Hôm qua giờ ít phải làm, không làm không. Cứ đi làm phải làm hết.
Mặt nó lên. Thank you.
Thank you.